Hello, chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục không có công nhận chiến thắng của ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Và ngược lại, ông đã tin tưởng vào chiến dịch của ông sẽ giành lại chiến thắng và ông sẽ công bố kết quả vào tuần tới. Và trên trang mạng Twitter của ông Tổng thống Donald Trump, ông đã nói rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Và trong dòng bình luận ngay sau đó, ông cũng đã viết rằng chúng ta đang đạt được một những tiến bộ hơn. Và kết quả sẽ có vào tuần tới và chúng ta sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và kính thưa các anh chị và các bạn, tính đến ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có công nhận ứng viên của Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, đã chiến thắng trong cuộc đua để trở thành Tổng thống của nước Mỹ. Đội ngũ chiến dịch bầu cử của Tổng thống Donald Trump hiện nay đang theo dõi hàng loạt vụ kiện với những cáo buộc có gian lận kiểm phiếu tại một số tiểu bang như Pennsylvania và Michigan. Ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr đầu tuần này đã cho biết ông đã đồng ý cho các công tố viên liên bang điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử. Mấy ngày nay thì kết quả của giới truyền thông Mỹ đã cho thấy ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc đua này và ông đã có hơn 290 phiếu đại cử tri đoàn và có hơn 76 triệu phiếu. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump chỉ giành được có 214 phiếu đại cử tri đoàn và được hơn 71 triệu phiếu. Ban vận động tranh cử tổng thống Donald Trump đã phản đối những tuyên bố nói trên và đồng thời đã bắt đầu nộp những đơn kiện tại các địa phương. Ông Jason Miller, cố vấn cao cấp của ban vận động tranh cử cho tổng thống Donald Trump đã nói: "Ông đang tận dụng mọi biện pháp pháp lý và tất cả các phương pháp kiểm tra lại số phiếu để tiếp tục vạch trần và điều tra tất cả những trường hợp gian lận hoặc lạm dụng điều này, để đảm bảo cho dân chúng Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào cuộc bầu cử này. Và người chiến thắng là Tổng thống Donald Trump." Và ông cũng cho biết rằng các vụ kiện của ông nhằm mục đích làm cho nước Mỹ tốt đẹp hơn vì họ đang hướng tới việc bảo đảm cho cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ngày hôm qua thì ông Chủ tịch Thượng viện, ông Mitch McConnell, đã từ chối công nhận việc ông Joe Biden đã đắc cử Tổng thống Mỹ. Và ông cho rằng Tổng thống Donald Trump có quyền theo đuổi cuộc chiến pháp lý để giành lại phần thắng về mình. Và kính thưa các anh chị và các bạn, trong buổi phát biểu đầu tiên kể từ khi ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ ông Joe Biden đã tuyên bố chiến thắng, thì ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã nói rằng kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ mới là sơ bộ và ông cũng chỉ trích việc Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấp nhận thua. Và ông Mitch McConnell cũng đã nói rằng Tổng thống Donald Trump có quyền xem xét lại các cáo buộc về những điểm bất thường và cân nhắc các phương án pháp lý để điều tra những vụ việc gian lận. Bầu cử tại Mỹ thì tất cả phiếu bầu hợp pháp phải được kiểm đếm và bất cứ những phiếu nào không hợp pháp đều không được kiểm đếm. Quy trình này cần phải minh bạch và được tất cả hai bên giám sát và tòa án sẽ giải quyết những vấn đề liên quan tới những vụ gian lận. Ông Mitch McConnell đã cho biết như thế và ông đã nói rằng hiến pháp của chúng ta đã được xây dựng để thực hiện điều này. Và tại Washington DC hôm nay, ông Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói rằng chính phủ của Tổng thống Donald Trump hiện nay không chấp nhận kết quả của bầu cử vừa qua và ông đã nói rằng sẽ có một cuộc chuyển tiếp suôn sẻ sang nhiệm kỳ thứ hai của ông Tổng thống Donald Trump. Và trong cuộc họp báo tại The White House thì ông đã bác bỏ những câu hỏi của giới truyền thông về việc chuyển giao quyền lực và đường lối ngoại giao sang cho phía tổng thống đắc cử là ông Joe Biden. Và ông Pompeo chỉ trả lời rằng sẽ có chuyển tiếp suôn sẻ sang nhiệm kỳ thứ hai của chính phủ tổng thống Donald Trump đương nhiệm. Và ông đã tin tưởng chúng ta sẽ làm tất cả mọi điều cần thiết để chắc chắn là chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục tiến hành các biện pháp an ninh quốc gia trong thời gian tới. Ông Pompeo đã nói như thế. Và ông Pompeo cũng lặp lại những quan điểm của Tổng thống Donald Trump cho rằng ông Tổng thống Donald Trump là người đã chiến thắng và chỉ có những lá phiếu hợp lệ đã được đếm mà thôi. Và hôm nay thì Đảng Cộng Hòa đã giành được chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện. Với chiến thắng hôm nay thì hiện nay thì Đảng Cộng Hòa đã giành được 49 ghế trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ. Và Đảng Dân Chủ vẫn là 48 ghế.
Và bây giờ tôi xin giới thiệu với các anh chị và các bạn người phụ nữ quyền lực có thể quyết định cục diện bầu cử của Mỹ hiện nay. Bà là người đứng đầu cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ GSA, Emily Murphy. Bà là người nắm trong tay quyền lực nhất hiện nay để quyết định thời điểm kích hoạt việc chuyển giao quyền lực tại The White House. Hiện nay thì ông Joe Biden đã được giới truyền thông dự đoán trở thành tổng thống đắc cử với trên 270 phiếu cử tri đoàn. Và chính quyền của tổng thống Donald Trump đương nhiệm thì hiện nay không chấp nhận kết quả này. Vì thế cho nên vai trò của bà Murphy đang được chú ý theo quy định của chính phủ Mỹ. Thì bà Murphy, người đứng đầu của GSA, phải đưa ra xác nhận về việc ông Biden đã đắc cử hay chưa. Và theo luật pháp của Hoa Kỳ thì cơ quan này phải tránh bất cứ động thái nào có tính chất đảng phái. Dù hàng loạt các hãng truyền thông đã đoán rằng ông Joe Biden đã nắm chắc phần thắng, nhưng tới giờ điểm bây giờ thì cơ quan này vẫn chưa có đưa ra xác nhận chính thức là ai đã thắng cuộc. Vì vậy, hiện nay bà Murphy đang có vai trò rất là quan trọng. Vậy thì bà Emily Murphy này là ai? Thì kính thưa các anh chị và các bạn, người mà được Tổng thống Donald Trump đề cử lãnh đạo Cục Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ, bà Emily Murphy. Bà đã được Thượng viện Hoa Kỳ nhất trí xác nhận và tuyên thệ nhậm chức quản lý GSA vào ngày 12 tây tháng 12 năm 2017. Bà đã lãnh đạo hơn 11.200 nhân viên của GSA trên toàn nước Mỹ, giám sát hơn 370 triệu feet mét vuông tài sản, khoảng 75 tỷ đô la hợp đồng hàng năm, 4.9 triệu thẻ tín dụng và thẻ mua hàng của chính phủ và 225.000 chiếc xe cho thuê trong đội ngũ của GSA. Dưới sự lãnh đạo của bà, GSA đã tạo ra hơn 20 tỷ đô la tiết kiệm để tránh chi phí, lãng phí cho các cơ quan và các khách hàng trong các tài chính năm 2018 tới năm 2020. Khi đã được xác nhận là quản trị viên vào năm 2017, bà Murphy từng là cố vấn cao cấp cho chính quyền quản trị viên của GSA. Trong vai trò đó thì bà đã khởi động chương trình trung tâm xuất sắc trong dịch vụ chuyển đổi công nghệ và dịch vụ mua lại của liên bang. Hiện có 15 cơ quan đang tổ chức ít nhất là một dự án GSA, Center of Excellence. Nói tóm lại thì bà cũng đã được Tổng thống Donald Trump đề cử vào năm 2017. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Kính chào và bye bye.